lại to bọn cho tôi. Nóng quá, tôi không chịu được nữa rồi. Mục Liên ơi, con ở đâu, hãy cứu mẹ với con ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Vẫn tai nghe tiếng kêu la thảm thiết, chỗ đa tỷ giam hãm những tội đồ, muôn trùng cửa ngục khó qua, nơi u tối âm dương cách biệt. Khi dốc nơi dương trần, tôi gây ra trái ngang nghiền oan. Giờ đây phải xuống nơi A Tỳ, trả cho xong mới mong. Dạ, xin trăm ngàn lạy Đức Diêm Vương, hãy cho ngục tốt mở cửa ngục để Mục Kiền Liên xin gặp mẹ. Nghiêu đầu ngục tốt, hãy mở cửa ngục cho hai mẹ con gặp mặt. Mẹ ra thì đá cả vào phích điện. Dưới ngục thì có cả phích điện. Và Thanh Đề này tội nặng quá, mất cả điện này. Thank you.
đang đến lúc hay mất điện, các vị thông cảm nhá. Đá vào ổ cắm gì đó. Trường nó ba ngoài này đá. Thôi át rồi, át rồi. Rồi đi mượn thang thì ốm đòn. Mò chỗ nào nữa ấy. Mắc vào dây nào chắc là nó nhảy ác ngoài kia. Đấy dây thép mà chẳng nó vào cái dây nào mà mò thông cảm nha, bây giờ sự cố đầu quá mà không phát nữa. À, chúc các bác ngủ ngon nhá.